Hi, chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh tachaba.com. Và trong video này mình sẽ trên tay để review cho bạn về sản phẩm máy hàng miễn túi ha, kiểu dáng tinh tế. Mình mua với giá là 13.000 trên sen đỏ. Thì bây giờ mình cùng các bạn khám phá xem cái sản phẩm này như thế nào ha. Thì cái sản phẩm này được anh em mua về sử dụng khá là nhiều, thì tùy anh em. Có những anh em đánh giá sử dụng tốt, có những anh em nói xài không tốt. Thì bây giờ trong video này mình cùng các bạn thử nghiệm thử ha. Về phần đóng gói thì sản phẩm này đóng gói bằng cái túi như vậy thôi. Bên trong thì các bạn sẽ có một cái lớp xốp nữa. Bên trong cái lớp xốp này thì có một cái hộp như vậy. Một cái hộp này thì nó, các bạn nhìn đây, nó hơi mấp méo một tí nhưng mà không sao, do cái hàng giá rẻ mà họ đóng gói như vậy mình cũng chấp nhận được. Ở đây nó có để một cái hình của cái sản phẩm, và đến đây có để mấy cái gói bim bim. Có nghĩa là cái này cái sử dụng hàng bim bim ha. Nó để chữ TV này là có nghĩa nó có phát bán trên TV các bạn. Ở đây nó có một cái mã vạch để các bạn có thể chép được. Bây giờ chúng ta khám phá bên trong ha. Bên trong thì chúng ta sẽ có một cái máy như vậy, nhỏ gọn như vậy. Thì nó để có in một cái thương hiệu đây, nó có để chữ Made in China. Cái sản phẩm này thì mình mua nó là màu trắng nha các bạn. Về phần kết cấu của sản phẩm này thì hàng này là hàng của Trung Quốc ha. Thì cái sản phẩm này các bạn có thể sử dụng để hàng những cái thực phẩm, thí dụ giống như là thuốc nè, hay là những cái bánh kẹo, cá, thịt, mứt gì đó. Những cái mà các bạn bỏ trong những cái túi và các bạn hàng lại thì đây nó giống như là một cái miếng các bạn cái máy ha. Nó sẽ giúp các bạn hàng cái miệng túi dính lại. Ở bên này thì nó có để cái công suất của nó là các bạn nhìn đây là 3W ha. Và hai nó để chữ 3W đây thôi. Và nó để cái điện này thì 3V. Ở bên đây thì nó có một cái nắp nè. Các bạn có một cái nắp pin thì các bạn mở cái nắp pin này ra để các bạn sử dụng được. Các bạn muốn sử dụng được thì các bạn phải sử dụng hai viên pin ha, 2A để lắp vô đây. Ở đây thì mình có chuẩn bị cho pin Digiver thì mình cũng có review cho bạn rồi. Thì các bạn sẽ nhìn trong đây thì nó có hai cái viên pin trong đây. Bạn gắn theo chiều của nó là được ha. Đó. Các bạn gắn theo chiều được. Khi mà bạn gắn xong rồi thì các bạn sẽ lắp này lại. Ở đây thì nó sẽ có một cái núm này. Các bạn nhìn đây, nó có một cái núm này. Cái núm này nó sẽ có một cái lò xo để giúp khi mà các bạn nhấn xuống và nó trả lên được. Và ở đây nó cũng có một cái lò xo ở đây nữa. Khi mà các bạn nhấn xuống thì cái này nó sẽ sập xuống như vậy. Và khi mà nó sập xuống thì nó sẽ tạo ra cái nhiệt ha. Các bạn nhìn kỹ ở cái đầu thang này nè, thì nó sẽ có một cái cọng dây chì đúng không? Cái cọng dây này cọng dây lò xo nhiệt ha. Là khi mà các bạn sử dụng hàng thì cái cọng lò xo này nó sẽ ra nhiệt và giúp các bạn hàn được cái miệng túi rất là dễ dàng và nhanh chóng. Bên dưới này thì nó sẽ có một cái cục sứ, cũng giống như là họ nói cục 500 ở dưới đây. Ở đây nó có một cái cục 500 thì các bạn có thể hít vào trong tủ lạnh hay là như thế này thế kia đó. Các bạn có thể hít vào gắn vào trong mặt của cái tủ lạnh hay là những cái đây. Mình hít thử cho bạn xem nè. Do cái này nó hơi nặng thì nó hơi dễ bị sứt ra ha. Nó có một miếng 500 thì để giúp các bạn có thể hít vào trong cái cạnh tủ lạnh hay là những cái cạnh sắt ở nhà mình. Khi mà các bạn hít vô tủ lạnh thì các bạn muốn sử dụng thì các bạn lấy ra sử dụng thì nó đơn giản và nó nhanh chóng hơn. Ở đây nó có một cái nắp hàn để bảo vệ như vậy. Khi mà các bạn không hàn nữa thì các bạn để như vậy ha, thì nó sẽ không hàn được. Khi mà các bạn muốn hàn thì các bạn chỉ cần bẻ ra như vậy. Đó, như vậy và như vậy. Thì cái công thức hàn thì các bạn chỉ cần bóp cái này xuống thì cái này nó tự sinh ra nhiệt và nó sẽ hàn. Thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị cho bạn đây mấy cái bọc ni lông ha. Ở đây mình có 3 cái bọc ni lông. Đây mình có 3 cái bọc ni lông. Ví dụ ở đây mình có một cái điện thoại đi. Cái điện thoại này là một cái loại thực phẩm đi ha. Và mình muốn bỏ vô đây để mình bảo vệ cái điện thực phẩm mình, để mình bỏ trong tủ lạnh hay là bỏ trong mà tủ để mình để dành mình ăn từ từ chẳng hạn, hay là đồ ăn bim bim mình ăn hết chẳng hạn ha. Thì cách hàn thì các bạn cũng đơn giản thôi. Các bạn nhìn đây. Các bạn cúp cái này xuống như vậy. Và các bạn để nghiêng qua một cái góc như vậy để các bạn có thể hàn được ha. Đây, các bạn có thể hàn được. Cách hàn thì các bạn chỉ cần như vậy thôi. Đó. Và cách các bạn hàn thì các bạn chỉ cần để cái máy này bấm vô như vậy và kéo ha. Bạn kéo. Khi mà các bạn kéo xong một bề rồi thì các bạn để là kéo một bề khác, một bề nữa. Cái bề còn lại. Đây. Đó, khi mà các bạn kéo xong thì các bạn sẽ được một cái nắp gấp như vậy ha, một cái nắp gấp như vậy để các bạn có thể hàn giữ được cái sản phẩm các bạn bỏ trong một cái túi như vậy không sợ tình trạng mà nó bị lọt ra ngoài hay là nó bị bay hơi ha. Cách hàn thì các bạn khi mà các bạn muốn hàn xong thì các bạn mở ra, các bạn nhìn ha, nó khá là chắc. Khi mà mở ra thì nó sẽ ra luôn cái sản phẩm như vậy. Nó các bạn hãy lấy ra và sử dụng tiếp. Ví dụ như bim bim hay là những cái thực phẩm đồ ăn của chúng ta, và các bạn muốn hàn và muốn bảo vệ chúng, ví dụ như những cái loại mà thực phẩm nhỏ nhỏ
hay là những tiêu tỏi này kia rồi các bạn muốn mang theo khi mà các bạn mỗi khi đi mà vứt nước ngoài trời rồi chẳng hạn á, thì bạn có thể bỏ trong những cái bọc nhỏ như vậy ha. Thí dụ giống như mình sẽ bỏ vào đây một cái này là mình có bỏ đồ trong đi, mà mình muốn hàng thì mình chỉ cần hàng như vậy thôi. Xin lỗi, bẻ này xuống, trước khi hàng các bạn bẻ này xuống ha. Các bạn để chính giữa tâm và các bạn kéo, các bạn quay về lại và kéo cái phần còn lại ha. Thì các bạn để vô cái nắp gấp hồi nãy và các bạn kéo tiếp tục đó. Khi mà các bạn kéo xong á thì đây nó có một cái nắp gấp hàng như vậy đó. Tại vì mình vừa quay vừa kéo nên nó không được thẳng, các bạn thông cảm ha. Nó có một gấp hàng như vậy thì cái thực phẩm mà các bạn bỏ vô đây thì nó sẽ không bị lọt ra ngoài ha, nó giúp các bạn nó giữ nó an toàn hơn. Cái viên pin này thì các bạn rất là dễ dàng có thể thay thế, có thể mua thay thế ở ngoài chợ bất cứ lúc nào cũng được ha. Những cái pin này các bạn có thể mua pin con ó như các bạn sử dụng á, thì nó dễ dàng thay thế, không có gì hết. Các bạn ở chợ nói bán hai viên pin con ó 2A thì các bạn có thể thay thế. Còn nếu mà các bạn mua pin này thì các bạn có thể dễ dàng sạc được, mà khi mà các bạn sử dụng hết thì các bạn sạc lại ha. Thì bây giờ mình sẽ thử cái tính năng mà hết vô tủ lạnh cho các bạn xem này. Khi mà hết vô tủ lạnh thì nó sẽ như thế nào ha. Đây các bạn, khi mà các bạn hết vô tủ lạnh thì các bạn hết theo cái dạng này. Mình sẽ hết thử cho các bạn xem ha. Nó có một cái cục 500 nè. Nó, các bạn để vô tủ lạnh thì nó như vậy. Này, nó, các bạn thấy chưa? Các bạn có thể để quay cái đầu xuống như vậy. Nó, khi mà các bạn càng sử dụng thì các bạn chỉ cần lấy ra sử dụng, không thì các bạn hết như vậy ha. Đơn giản như vậy thôi đúng không các bạn? Về phần link mua của sản phẩm này thì mình sẽ để dưới phần mô tả video ha. Các bạn bấm vào đó tham khảo và mua. Nếu mà các bạn cảm thấy video này hay cũng giống như là hữu ích các bạn thì các bạn hãy bấm like, share này cũng giống như là subscribe kênh tachaba.com của mình. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Bye các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Đừng quên nhấn subscribe và like kênh của mình nhé.